chú anh chị ơi, ở bên mà giao hàng cho mình á, nó hối xà lan chạy quá trời luôn. Là ở Sài Gòn giao xong là hai vợ chồng tôi chạy một tăng về Cần Thơ luôn. Hiện bây giờ là 11 giờ rưỡi rồi. Tôi sẽ tranh thủ chạy lên cảng Hoàng Diệu á, cho lúc đó chắc khoảng 1 giờ rưỡi. Đặng mình đi làm thủ tục mình đóng phí cảng với cảng vụ đồ sẵn. Nếu mà có chip nào trống á, thì mình sẽ vô mình nha, mình nhận hàng luôn. Tại vì hàng nhận hàng tàu mà nó làm lần hai máng, làm lần hai chiếc xà lan lận. Ở phía trước là cầu Cần Thơ. Cái lô hàng lần này tôi chở là nhận phân DB tàu ở cảng Hoàng Diệu và về giao ở dưới nhà máy đạm Cà Mau á. Do là hàng gấp á cho nên bên chủ hàng hối mình chạy quá trời chạy luôn. Chạy quyết liệt Sơn Hà luôn. Còn anh Năm hiện giờ đã say vào giấc mộng. Anh Năm ngủ rồi, đi đổi ca với anh Năm mày. Mình lái ở ngoài sông lớn như thế này á, thì mình khỏe hơn nhiều, mình nhẹ canh lắm. Ngồi thông thả thư thái lắm. Còn đi vô sông nhỏ là phải phải quan sát cho thiệt là kỹ, phải chăm chú quan sát. Canh cái mũi nó lủi á là mình chỉnh lại liền. Để em thôi nó lủi vô bờ. Còn sông rộng như thế này thì mình lái vô tư luôn, lái thoải mái. Lần trước có bạn xem video của Ti á, bạn hỏi là khi mà mình lên bờ, mình lên bờ lúc mà bán xà lan cũ lên nhà mình nghỉ gần 3 tháng trời á, thì có bị mất mối, mà để chở hàng hay không, thì câu trả lời là không nha các bạn. Tại vì hàng hóa rất là nhiều, tại vì cỡ lớn quá tầm 1.000 mấy 2.000 thì sợ không có hàng chạy thôi, chứ nhỏ nhỏ như mình 500 600 700 800 là vẫn có hàng chạy nha. Ăn thua là cái giá cả nhanh hoặc là cái chuyến hàng nhanh hay chậm thôi, chứ hàng thì rất là nhiều. Và khi mà trước khi mà đổi á, trước khi mà đổi xà lan thì mình cũng đã suy tính cho kỹ. Tại vì cái chiếc nhỏ mình chở hàng mình bị hạn chế, tức là chiếc nhỏ là 400 tấn nhưng mà đăng kiểm chỉ có 385 thôi, là nó bị hạn chế rất là nhiều. Tuy ít có chở gạo lắm, tại vì chở gạo thường thường là lô 400 tấn hoặc là cỡ 400 mấy hoặc là 520 đến 550 thì xà lan cỡ đó là ok, là chở gạo được. Còn như chiếc nhỏ Ti đi là Ti không có chở gạo, Ti chỉ chở phân đạm Cà Mau, phân đạm Cà Mau lên lấy xi măng về hoặc là lấy sắt về. Cái loại hàng mình chở nó bị hạn chế và mình cũng không có chở được Phú Mỹ, tại vì 380 mà chở Phú Mỹ được có 340 thôi, mà giá cước chở đạm Phú Mỹ thì nó rất là rẻ, mà mình chở ít tải quá thì không có dư được nhiêu trơn á. Cho nên là chủ yếu là Ti chỉ chở đạm Cà Mau, rồi chở xi măng hoặc là chở các loại phân mà dạng hạng nặng, dạng được đủ tải á. Rồi qua chiếc này thì mình cái loại hàng mình chở nó sẽ đa dạng hơn. Ti có thể chở Cà Mau, Ti chở đạm Phú Mỹ, Ti chở phân các loại phân khác, Ti chở mình vẫn có thể chở gạo hoặc là quay qua mình, nếu mà không có hàng bao thì quay qua mình chở hàng xá, mình chở lúa mì, chở bã đậu nành vẫn được. Cỡ này làm dễ chở hàng, cái loại hàng mình chở nó đa dạng hơn. Và khi mà mình làm việc, mình chở hàng, mình làm ăn, mình nói chuyện đâu đó rõ ràng và mình nói chuyện có uy tín thì mình sẽ không sợ bị mất mối chở hàng đâu nha. Hiện bây giờ nước vẫn còn ròng á, Ti
Ti chạy nước ngược luôn á, Ti cài ngược lên trên cảng Hoàng Diệu luôn. Hiện bây giờ Ti đang chạy ga cũng hơi lớn á, tại vì nước ngược mà gió rất là mạnh luôn nữa. Nước ngược gió mạnh thì mình chạy ga nhỏ là chạy nó không có đi đâu hết á, chạy nó không có lên. Bây giờ mình tới cảng đây, mình tranh thủ mình làm thủ tục đồ sẵn, nếu mà kịp nhận hàng á thì mình sẽ nhận luôn trong chiều nay, hoặc là sáng mai mình nhận thì nó khỏe hơn. Tại vì thường thường là Ti đi làm thủ tục không à, mà ông xã thì không có nhận hàng được, không có kiểm được. Do đó mình làm thủ tục trước rồi xong rồi sáng mai có gì mình nhận hàng luôn, chứ để tới sáng mai đi vừa đi làm thủ tục mà vừa nhận hàng nữa thì không có kịp. Cũng có nhiều công ty á kêu mình đi chở gạo, nhưng mà Ti không có dám chở, tại vì chở gạo hiện giờ đang bị Covid hoành hành, cho nên là không có dám chở gạo, sợ chở gạo mà đi ra cái tàu đó có chị Covid xuất hiện là mình phải đậu xà lan lại mình cách ly á, cho nên là Ti không có dám chở gạo. Mặc dù lúc này giá gạo ở chợ cũng khá là cao, giá cước chở gạo cũng khá là cao á, thôi mình đi hàng bờ hàng kho đi cho chắc ăn. Thường thường xà lan vận chuyển sẽ qua cò, sẽ qua cò là một cái công ty vận tải, thì công ty vận tải đó sẽ ký hợp đồng trực tiếp với nhà máy hoặc là với doanh nghiệp, thì mình sẽ chở cho doanh nghiệp đó và mình phải thông qua cò. Và thường thường tiền cò mà để điều mình chở là 5.000 đồng tấn, mình sẽ trả tiền cho bên cái công ty vận tải đó, hoặc là mình cũng có thể chở thẳng cho đại lý luôn. Nếu như mà mình quen với đại lý á, mình chở hàng gì đó hoài người ta tin tưởng mình có thể chở thẳng cho đại lý luôn và khỏi cần qua cò luôn cũng được nữa, tùy trường hợp, tùy kho. Như cái chuyến hàng túi vừa rồi là mình chở hàng mình phải thông qua công ty vận tải, thì công ty vận tải sẽ ký hợp đồng với nhà máy, cái lô đó 10.000 và mấy ngàn tấn thì công ty đó sẽ điều những cái phương tiện đó, và mà mình chở hàng thì mình sẽ bị giảm tiền cước lại, tức là mình phải chia qua hầm cho bên công ty vận tải hay còn gọi là bên cò đó, giống như là môi giới, giống như là mình mua bán nhà đất cũng phải có môi giới, còn và vận tải đường sông thì cũng phải có môi giới. Những người làm môi giới đó, người ta thành lập công ty vận tải và người ta cũng có xà lan luôn, nhưng mà xà lan ta không có nhiều, mà số lượng 1-2 chiếc. Khi mà ký hợp đồng những cái lô hàng lớn người ta không có chở hết thì người ta sẽ điều mình và những cái phương tiện khác chở cùng. Rồi mình chở hàng cho bên công ty vận tải thì có lợi thế là bên đó có quan hệ rộng, thì bên đó sẽ quen biết với nhiều công ty, nhà máy, xí nghiệp, quan hệ rộng hơn thì người ta sẽ có cái nguồn hàng nhiều hơn cho mình chở. Chứ mình khơi khơi mình không có mối, mình không có quen ai hết thì mình không có nguồn hàng nhiều để mà chở, mình phải thông qua người môi giới, thông qua cò đó mình mới chở. Và đương nhiên là mình phải chịu thiệt một chút, là mình phải giảm tiền cước lại chút xíu để mình trả tiền qua hồng cho bên công ty vận tải kia, bên môi giới kia. Cả nhà thấy đi ra sông lớn mình có thể nói chuyện thoải mái, mình không có phương tiện nhiều thì mình lái rất là an nhàn, rất là thảnh thơi. Nhưng mà khi vào trong sông nhỏ là không được, sông nhỏ là mình phải quan sát, cứ canh cái mũi hoài, thể mà nó lủi chút xíu là mình canh, mình phải lấy lại liền, chứ để nó lủi nhanh quá là nó đi thẳng vô bờ luôn. Ồ, xoài, bạn Nhật đem xoài, bạn Nhật đem xoài lại cho một út. Có bạn Nhật đi theo mà Ti sướng lắm luôn á, phục vụ tận răng luôn á, có người phục vụ tận răng luôn. Nước ngược chạy nãy giờ biết bao lâu luôn mà chưa tới cái cầu Cần Thơ nữa.
Nãy giờ chạy nước ngược, chạy biết bao lâu mới lên tới được cầu Cần Thơ nè mọi người. Cái cầu Cần Thơ này có chiều cao hạn chế là 39 m, chiều rộng hạn chế là 110 m. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì hiện tại là hai vợ chồng Ti đã về tới cảng Hoàng Diệu Cần Thơ. Ngày mai Ti sẽ nhận hàng, Ti nhận phân DB của cái tàu Việt Phúc 05 này. Ngay chỗ cái xà lan phía trước, xà lan đó 1.300 tấn, hình như là 1.300, 1.400 gì đó. Xà lan đó là của bác Nam Phương, là chủ trước. Là bác Nam Phương lúc trước là chủ của chiếc mà hai vợ chồng Ti đang đi nè. Bác Nam chở phân đạm Phú Mỹ về nhập tại kho ở đây, cái kho màu xanh lá cây á, là cái kho đó chứa đạm Phú Mỹ. Bác Nam chở đạm Phú Mỹ ở ngoài Vũng Tàu về đây á. Cậu Út cũng câu cá nữa mà không thấy con cá nào. Ở phía trong là xà lan của chú Dương. Thì hôm trước chú Dương giao phân túi cho tàu ở trên Sài Gòn với Ti á. Chú Dương chạy về trước và chú Dương đã nhận được một mớ hàng rồi. Và lần này chú Dương cũng chở chung với Ti về Đạm Cà Mau luôn. Ngày mai chú Dương còn mấy chục tấn nữa là xong rồi. Chú anh chị coi vô vô nó phá nè. Vô vô. Bữa nay vô vô uống nụ uống nằng thấy ghét lắm cô chú anh chị ơi. À. Bữa nay thả lên nắp hầm cho nó đi ra ngoài cho nó quen. Trời ơi coi kìa coi kìa. Trời ơi. Phá. Ơi nó cũng chắc nó dữ lắm á, nhờ coi coi kìa. Nó là con loại không dữ á chứ nó không có dữ đâu. Ừ ơi á. Vô vô chết rồi, kiểu này mà mốt chắc nó dữ lắm á. Không ra giường nó nhỏ nó dữ gì rồi tới lớn nó hiền. Cổ nó có nọng luôn á. Cổ nó có nọng luôn à. Thôi dẹp đi nhờ cây. Nó giỡn nhây quá.